Tiếp theo thì hôm nay em Lê Hương ô tô Hải Dương lại về thêm được một mẫu Chevrolet cờ đuôi với lớp sơn màu đỏ đẹp. Bản này là bản lắp ráp trong nước, đời 2011, số sàn, và em Lê Hương đang chào bán với giá là 250 triệu. Những bác nào mà yêu thích về form dáng Chevrolet cờ đuôi, không chỉ là sở hữu một lớp sơn đẹp mà form dáng thể thao, phong cách, thì nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790, hoặc đến trực tiếp với showroom bên em với địa chỉ 51 Thanh Xá, Lên Hồng, thành phố Hải Dương. Thì khách hàng có thể nhìn thấy này, em đứng một cái góc nghiêng để khách hàng có thể nhìn được tổng thể form dáng của em nó này. Nổi bật ở trên cái đường nước sơn màu đỏ, nó những cái đường sọc đen, phong cách thể thao và bộ la răng cực chất cho em. Khi mà các bác chuyển động nhá các bác này, la răng nó sẽ chuyển động đi, lăn bánh đi, nhìn rất là đẹp mắt luôn. Phanh ABS chống bó cứng này, nước sơn thì màu đen. Tất cả những cái này không phải là dán đề can đâu ạ, mà là sơn nguyên trực tiếp lên đây. Phong cách rất là thể thao Hàn Quốc đúng không ạ? Đèn là đèn halogen, có đèn phá xương đầy đủ, và em này có cả đèn gầm rồi. Lưới tản nhiệt cực kỳ sắc nét cho em, biển là biển 99 này. Đi sâu hơn đây, bộ mà em thích nhất đó là một dàn lốp còn rất là đẹp cho em. Dàn lốp khe rãnh còn sâu này. Và em này thì có một mặt la răng, các bác nhìn này, la răng phong cách không ạ? Rất là chất chơi luôn. Cụ phanh ABS chống bó cứng này. Đời 2012 thì cam kết là cũng không có đâm xô hay là ngập nước, nên là không có mục mọt gì đâu ạ. Đời 2011 thì không có đâm xô cũng như là không có mục mọt gì đâu, nên khách hàng cứ yên tâm khi mua xe BMW Lê Hương thôi ạ. Các bác nhìn cho em này, xin nha, được thích hợp ở trên hông. Đăng ký đăng kiểm của em còn đến tháng 2 2023. Đó, các bác nhìn thấy không? Đến tháng 2 2023. Lước sơn thì màu đỏ đẹp, ốp hết mạ chrome, đỏ lẹp chân kính rồi. Tay lắm cửa các bác nhìn này, phong cách cực kỳ thể thao cho em luôn. Giá chào bán 250 triệu, nhấc máy lên đi ạ. Chevrolet cờ đuôi đời 2011, bản lắp ráp đẹp. Bút chấm sơn QC các bác vẫn còn nhìn thấy cho em. Theo 5 tháng thời gian sử dụng thì em nó vẫn giữ được một cái phong độ đẹp nhé. Các bác nhìn đây ạ, táp ly không hề bị mòn bóng này. Keo chỉ zin cánh cửa đây ạ, táp lô đây. Quay luôn phần táp lô khách hàng nhà mình xem. Túi khí an toàn trang bị trên phần ghế phụ cũng như là phần vô lăng bác tay. Táp lô đây ạ. Để em bỏ cái đồ của em xuống đây. Táp lô đây, cực kỳ sạch đẹp cho em, các bác nhìn đi ạ. Táp lô không hề có một dấu hiệu gì là bóng này. Xe được quá là chất lượng luôn. Màn hình giải trí cỡ vừa đầy đủ cho em nhé. Sấy sưởi kính này, lấy gió điều hòa trong ngoài đầy đủ cho em. Các thanh gió điều hướng điều chỉnh điều hòa hoạt động hoàn toàn bình thường. Có hỗ trợ đầu DVD, túi khí an toàn rồi. Một chút nữa em sẽ quay sang mặt vô lăng này. Cần số đây các bác nhìn này, cần số này. Áo da củ số đẹp căng luôn. Có một cái tẩu thuốc này. Ở bên đây thì có ba cái cổng USB cho em này, các bác có thể cắm vào đây nhé. Phanh tay còn cực kỳ sắc nét và đẹp luôn. Đời 2011, 250 triệu. Đây, đèn trần hoạt động hoàn toàn bình thường. Trần zin luôn, trần zin đẹp này. Phía sau cũng có đèn trần cho em Lê Hương đây ạ. Nhắc máy lên đi ạ, Chevrolet cờ đuôi, phong cách form dáng đẹp, thể thao Hàn Quốc. Đây các bác nhìn này, gioăng cửa này, còn đẹp luôn. Từng con ốc nhỏ nhất thì em Hương cũng sẽ quay để khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng này, móc khóa sáng choang này. Đó, ốc đây, ốc nhái đây. Bốn quả loa to bản trang bị ở bốn cánh cửa này, đứng ra xa một chút để khách hàng nhà mình nhìn được form dáng đây ạ. Form dáng thể thao cực kỳ đẹp với lớp sơn đen và đỏ kết hợp với nhau. Nổi bật bên ngoài là một bộ la răng, bộ mâm cực kỳ chất lượng cho em. Đấy, la răng này, các bác nhìn này, sơn rất là đẹp luôn. Lẹp chân kính, ốp hết mạ chrome rồi, gương kính thì liền đời theo xe. Ghế da thì em Hương cũng nâng cấp lên bộ ghế da xịn sò rồi, nên khách hàng hoàn toàn yên tâm nhé. Đằng trước khu vực kia thì có 3 cái cổng sạc USB, thì đằng sau cũng có hẳn 4 cái cổng sạc USB này. Và những cái này gọi là gì ạ? Bí hiểm lắm. Chắc là để quỹ đen rồi. Có một cái cổng ở đây nữa này. Cũng có một cái cổng nữa đây này, tàu ở đây này. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Ghế da thì ghế da zin đẹp. Ghế da này là bộ ghế da mới nhá em, mới lên bộ ghế da mới này. Thảm thì cực kỳ sạch sẽ luôn. Chất lượng không ạ? 250 triệu mà để sở hữu được một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi, bác các nhìn này. Quay đây, đây em quay đây, bấm đinh tán này. Bút chấm sơn đầy đủ còn đẹp luôn. Tắt đi này. Táp lô táp ly đẹp căng rồi, gương kính thì auto tự động cho em. Từng con ốc này. Móc khóa cửa sáng choang, bộ ghế da thì mềm, căng mọng, không hề bị sập sệ nhăn nheo. Đấy, đóng cửa chắc lịch luôn, form dáng đấy ạ. 0354602790. Đấy là số hotline của em nhé các bác nhé.
Cam hành trình có thì không thể thiếu cả cam lùi. Một bộ cam lùi phía sau của em đây ạ. Em quen luôn cả gầm bệ cho khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng nhá. Đấy, khiển khóa này, khóa khiển các bác chỉ cần mở thôi là đã mở được cốp lên rồi. Vì em che vét cờ đuôi này là form dáng sedan hai đầu nên là khoang cốp cực kỳ rộng rãi. Không chỉ rộng rãi mà còn cực kỳ sạch sẽ cho em Lê Hương luôn các bác ơi. Nhìn vào đây ạ, ôi dồi ôi, lốp sơ cua đây. Dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên và đầy đủ cho em. Sàn bệ sạch sẽ này, thảm giống nóng này, chống nóng tạm tản nhiệt giảm tiếng ồn phía sau còn này. Keo chỉ zin nắp cốp đây. Một đôi cao su thụt này còn đầy đủ cho em nhé. Xe rất là đẹp, giá tiền quá hợp lý. Nước sơn thì thể thao đẹp cho em. Đèn hậu phía sau thiết kế cực kỳ to bản luôn. Cụm đèn hậu thiết kế cực kỳ to bản. Chevrolet Cruze bản LS cho em ạ. Đấy, cụm đèn hậu phía sau thiết kế to bản này. Đây, đứng góc nào cho khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng đây. Form dáng này không một điểm trừ đâu nhé. Lốp em đã nói rồi, một dàn lốp còn đẹp nguyên. Các bác nhìn được còn nguyên cái râu như thế này. Rãnh lốp còn sâu như thế này. Này, la răng thể thao đẹp. Ốp mạ chân kính hết rồi. Gương kính thì từng cái chỉ số gương kính này nhỏ nhất thôi. Bên này liền đời, bên này cũng liền đời của xe. Nói không với cả đâm xô và không ngập nước. Mức tiêu hao nhiên liệu của em này thì cũng vừa phải thôi. Trong thời điểm xăng đắt như thế này. Động cơ 1.6 cho em. Đây, la răng các bác này. À, ốc này, cực đẹp luôn. Cánh cửa, táp ly 4 bên thì em đều quay chi tiết này. Để khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng nhé. Bây giờ thì em sẽ quay luôn vào khoang bác tài đây ạ. Quay vào khoang bác tài. Từng con ốc nhỏ nhất thì em cũng Lê Hương cũng quay rồi. Đây các bác nhìn này, sticker để móc khóa này, ghế này. Em phải hơi lùi một chút xuống vì vừa cho cái ghế lùi lại để quay nó rõ hơn. Đây các bác nhìn cho em này. Vô lăng này có dán những cái vân carbon như thế này, cực kỳ thể thao và đẹp này. Tất cả phần vô lăng này đều là da mềm cho em. Đây, xung quanh vô lăng đều là da mềm thông hơi thoát khí này, túi khí an toàn này. Vô lăng thiết kế ba chấu hai cái bên này thì có ốp hết cho em, dán cho em là vân carbon rồi. Đầy đủ cho em, không thiếu một cái gì. Bây giờ em sẽ mở ra để xem khách hàng, cho khách hàng nhà mình cùng xem này. Cùng xem order chuẩn của em nó nhé, màn hình giải trí này. Đây các bác nhìn vào đây. Order là order chuẩn luôn, nói không với chạy lại các bác nhé, 8 vạn 9 này. Xe chạy được hơn 8 vạn rồi. Đấy, các bác nhìn thể hiện tất cả các thông số ở đây. Màn hình giải trí cỡ vừa thôi. Điều hòa ô, cái cảm giác lên xe điều hòa là mát lạnh. Đúng là chân ái của cuộc đời các bác ạ. Còn bây giờ thì em sẽ mở ra khoang động cơ, máy móc hay còn gọi là trái tim của chiếc xe, để khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng cùng em Hương nhé. Đấy, mở này, mở khoang cốp này. À, mở khoang động cơ lên. Trước khi quay khoang động cơ thì em cũng quay luôn về phần táp ly của bác tài đây. Một trong những cái táp ly mà được sử dụng nhiều nhất đó chính là khoang cánh cửa bên bác tài này. Gương kính này chỉnh cho em này, hạ cụp tự động này, móc khóa sáng choang, táp ly đây. Phần này tất cả bốn cánh đều là da mềm đẹp cho em. Keo chỉ zin cánh cửa này. Xi nhan được tích hợp chân hông, la răng thể thao, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Đây, đứng góc. Đứng góc như thế này để khách hàng nhà mình có thể nhìn được trọn dáng vẻ của em nó này. Và mở ra khoang động cơ máy móc của chiếc xe. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Chevrolet Cruze được sản xuất năm 2011. Số sàn động cơ trang bị là 1.6 ạ. Em quay nghiêng khoang động cơ máy móc các bác nhìn này. Ụ giảm chấn cũng như là tai đèn không hề bị đâm xô, máy móc các bác nhìn đông sáng choang, không hề bị han dỉ, mục mọt, không hề bị ngập nước hay là dỉ dầu hay dỉ nước đâu ạ. Đây, ụ giảm chấn này, máy này. Đấy, phanh ABS đầy đủ cho em các bác nhé. Khung răng sắt xi đây, quay sâu và chi tiết hơn để khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng này. Sticker đây ạ. Quay luôn cả lên lắp cabo, khách hàng có thể nhìn thấy là lắp cabo chuẩn đây. Các cái lốt cắt này, keo chỉ zin này, còn đẹp cho em. Cam kết rồi, không đâm xô và không ngập nước, khách hàng khi mua xe bên em đều được hưởng cái quyền lợi đấy. Ký kết văn bản giữa bên mua và bên bán thỏa thuận. Không phải là bằng nói suông đâu nhá, các bác nhìn nhá. Máy móc đời 2011 và em zoom kỹ vào này, vẫn nhìn thấy những cái bút chấm sơn QC thì các bác thấy rằng dạng máy móc rất là ngon luôn. 250 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruze. Đời 2011, hộp số sàn, động cơ 1.6.
Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về siêu phẩm Chevrolet Cruze với lớp sơn màu đỏ đẹp bên em Lê Hương. Những khách hàng nào thật sự quan tâm và yêu thích dòng xe Chevrolet Cruze này, form dáng thể thao, ngoại hình xinh xắn, máy số thì ngon, giá thì quá là hợp lý rồi. Nhấc máy lên và điện ngay cho em đi ạ, 0354602790 hoặc kết nối qua Zalo để em gửi cho mình những hình ảnh và video chi tiết nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu vào những buổi báo giá livestream của em Lê Hương cũng như là những buổi phát sóng trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương. Showroom bên em với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu của em vào những video tiếp theo.